Nhân BB xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, chúc các bạn một ngày vui vẻ nha các bạn ơi. Hôm nay Nhân sẽ hóa thân thành nhà thám tử để đi phá án giải cứu người nha các bạn nha. Các bạn ơi, nhưng mà Nhân chơi cái trò chơi giống chị Hà Sam ấy, nhưng mà Nhân chơi ở cái level cao hơn các bạn ơi. Nha các bạn nha. Rồi các bạn ơi, các bạn nếu thấy yêu quý Nhân hãy cho mình xin một like cũng như là một lượt đăng ký kênh ủng hộ Nhân BB nhé, để Nhân có động lực phá đảo cái game này cho các bạn xem nha. Xem là nhà thám tử của chúng ta sẽ còn phải gặp những vụ án nào đây các bạn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi phá án cứu người thôi các bạn ơi. Let's go. Ok các bạn ơi, lần này Nhân đã chơi tới cái level 58 rồi các bạn ơi. Level cao quá, sắp phá đảo được cái game này rồi các bạn ơi. Ok, let's go xem nào, nhắm tử gặp vụ án gì đây. Ôi giời ơi, một cô gái. Trời ơi các bạn ơi, một bọn cướp ngân hàng các bạn ơi. Chúng sơ đồ cô gái rồi. Cái bọn này, trời đất ơi. Trời ơi, nhắm tử phải đuổi theo luôn. Chúng ta chọn ngay theo cái ô tô siêu xe đuổi theo cái mấy tên cái kẻ trộm này luôn các bạn ơi. Đang đi trên đường, sao cái đường bây giờ mà bị cái ổ voi, ổ gà, ổ chó gì mà có một cái lỗ to thế các bạn ơi. Chúng ta sẽ dùng cái này bay qua các bạn ơi. Đây này, ba tên trộm này, tóc này đen này, tóc đỏ, tóc vàng các bạn ơi. Nhân sẽ giải đinh ra đây cho bọn chúng không thể đi được nha các bạn nè. Bục trăm rồi các bạn ơi. Rồi bọn chúng bây giờ đã chạy đi rồi các bạn ơi. Chạy đi đâu, làm sao không phải thể chạy thoát được khỏi nhà thám tử của chúng ta các bạn ơi. Giết các bạn ơi, các bạn nếu thấy cái video này của mình hay, hãy cho mình xin một like nha, cũng như là một lượt đăng ký kênh nha, ủng hộ mình nha các bạn nha. Mình là người mới, rất mong được sự ủng hộ các bạn. Giết nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Rồi các bạn ơi, khi bọn nó trốn vào trong một ngôi nhà nha, thì ui dồi ôi, bọn nó bắt đầu dùng những cái vũ khí ra để đe dọa nhà thám tử các bạn ơi. Các bạn thấy nhà thám tử nên dùng cái gì đây? Một là nam châm, hai là cái sét các bạn ơi. Tia sét, mình sẽ chọn cái tia sét này nha các bạn nha. Ui giời ơi, vì tên này đến đến cầm một thanh sắt các bạn ơi. Rồi sét đã đánh cho đen xì người luôn đi. Ui các bạn ơi, tên này tên cầm súng các bạn ơi. Nguy hiểm quá. Chết rồi, bây giờ chúng ta đừng ấn vào cái khẩu súng đấy nha. Các bạn hãy ấn vào cái chạng nha các bạn nha. Ui ui giời ơi, bắn trúng ngoài luôn, lổ tung súng luôn các bạn ơi. Các bạn biết cái chặng này dùng để làm gì không? Dùng để bắn ý. Ui giời ơi, tên này tên cầm một khẩu bazooka các bạn ơi. Bazooka này, bazooka thật đấy. Trời đất ơi, bây giờ phải làm thế nào bây giờ? Bây giờ chiều khách nè, chúng ta sẽ buộc cái sợi dây xích vào cái đầu viên đạn bazooka với lại cái thân của nó nha. Rồi bắn hôm nay bắn phát ông đi luôn các bạn ơi. Rồi nhà thám tử của chúng ta bây giờ đang lấy được tiền các bạn ơi. May quá. Rồi ui giời ui, trời đất ơi, đang lấy được tiền thì sao đang kia này gặp một cái con chó với các bạn ơi. Nguy hiểm mãi luôn, con chó dọa nhà thám tử. Nhà thám tử giờ quá rơi từ trên tầng cao xuống rồi. Chết rồi, nhà thám tử đang ngã rồi. Bây giờ các bạn sẽ chọn phương án nào đây? Chúng ta sẽ chọn vào cái dù cái này nha. Cái này mình không biết nó là cái gì nhỉ. Cái này nó gọi là cái này nó gọi là cái diều bay người nha các bạn nhé. Cái này cái diều siêu to khổng lồ luôn, người có thể cưỡi lên bay được nha các bạn nhé. Rồi bây giờ là nhà thám tử chúng ta bay tới gần tới đất rồi nhưng mà không xuống được. Bây giờ cái quạt này không thể nào mà thổi được cái diều siêu to khổng lồ được các bạn ơi. Rồi sẽ nhờ cô gái này dùng sợi dây kéo nhà thám tử xuống nha các bạn nhé. Ok rồi các bạn ơi, cuối cùng thì nhắm tử chúng ta đã xuống rồi. Chết rồi, nhưng chết rồi các bạn ơi, cô gái của chúng ta á bị cảnh sát hiểu nhầm đấy các bạn ơi. Chết rồi, trời đất ơi, bây giờ là cảnh sát cứ tưởng là cô gái nào kẻ trộm ấy các bạn ơi. Bây giờ nhắm tử chúng ta phải đến đưa tiền cho cảnh sát nha. Đấy, để cảnh sát khỏi hiểu nhầm cô gái các bạn nha, và giải thích nha, thật là một công dân tốt đó các bạn ơi, thấy chưa? Giết rồi các bạn ơi, nhắm tử chúng ta đã phá án cứu người thành công rồi, cứu được cô gái tóc vàng khỏi bị oan rồi, thoát khỏi là cái bị phải đi tù rồi các bạn ơi. Nếu mà nhắm tử chúng ta mà không phá án được nhà thì các chú cảnh sát lại bắt nhầm đấy, bắt nhầm cô gái tóc vàng đi tù đấy, là cô ấy bị oan các bạn ơi. Giết đúng không ạ? Các bạn ơi, các bạn nếu thấy video của mình hay, hãy cho mình xin một like cũng như là một lượt đăng ký kênh ủng hộ Nhân BB nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ chơi màn 61 đi các bạn ơi. Ui cao chưa, level cao chưa các bạn ơi. Giúp tìm người ngoài hành tinh trốn thoát các bạn ơi. Dễ ợt à, đây là một nhà bác học, nhưng trước hết phải kiểm tra đâu là người ngoài hành tinh. Rồi các bạn ơi, bây giờ chúng ta phải tìm ra đâu là người hành tinh ở trong đây các bạn ơi. Đơn giản quá, đầu tiên là cái like các bạn ơi.
Đó các bạn ơi, đó các bạn nhớ chọn nó nha. Đấy nó game này hay lừa đảo đó các bạn ơi. Rồi lần này thì Nhân sẽ chọn một cái đây nha, giống cái hình cái con bạch tuộc các bạn ơi. Đấy đó chính là một bộ lão không sợ quá. Rồi sau đó chọn một thiết bị để đi tìm cái những cái con người ngoài hành tinh trốn thoát các bạn nha. Đây tìm cái này đi. Rồi nhìn một phát xuyên người luôn các bạn ơi. Đó nhưng mà xem nào, bọn người ngoài hành tinh không thể nào mà trốn thoát khỏi nhà thám tử đâu các bạn ơi. Nhà thám tử chúng ta có cái mắt kính siêu hiện đại luôn. Ok let's go. Rồi bạn có trong danh sách không? Đấy nhà thám tử chúng ta đang trên đường đi truy tìm cái người ngoài hành tinh bị bỏ trốn nha. Nhà thám tử chúng ta vào một quán bar, nhưng mà ở quán bar này có một anh bảo vệ các bạn ơi. Rồi bây giờ nhà thám tử chúng ta sẽ dùng cây bút nhé. Đấy cây bút này có tác dụng là làm mất trí nhớ luôn các bạn ơi, tạm thời đấy nha, làm quên đi tạm thời các bạn ơi. Chụp ảnh một cái là quên luôn đó ấy, thấy chưa, ấy anh ta quên luôn rồi các bạn ơi. Nhà thám tử của chúng ta có những cái vũ khí lợi hại lắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái cốc bia này nha các bạn ơi. Đó đó các bạn ơi. Một tên người ngoài hành tinh đang trốn ở cái khu vực này các bạn ơi. Hắn thì còn đi uống bia với lại ăn cả kẹo nữa cơ. Tên này bựa vãi. Người ngoài hành tinh sao mi không trốn ở sao mi không về nhà của mi đi, mi lại trốn ra ngoài đi chơi lông bông vậy. Ta đến đây để bắt mi các bạn ơi. Bây giờ nhà thám tử chúng ta phải dùng cái kính nha mà ông lúc nãy ông giáo sư nhà khoa học ngoại ông đưa cho nha, để xem nào cái người này và cái con chó này và cái ông mặt xanh nhà này ai là người ngoài hành tinh nha các bạn nha. Ok let's go. Rồi đeo kính vào phát hiện ra luôn, à tên người xanh lè kia chính là tên người ngoài hành tinh các bạn ơi. Trời ơi tên người ngoài hành tinh này hắn đã gặp nhà thám tử phát hắn chạy đi luôn các bạn ơi. Hắn chạy vào trong ngôi nhà này ấy, muốn bắt được hắn thì chúng ta phải dùng chú chó này để đánh hơi các bạn ơi. Không biết chú chó này có đánh hơi được không ta. Ui giời ơi chú chó này mải ăn quá, đánh hơi là cái xúc xích cơ các bạn ơi, chán thật đấy. Trời ơi nuôi con chó này phí cơm gạo các bạn ơi, phí tiền. Rồi bây giờ chúng ta dùng con lợn này nha các bạn nha, để đánh hơi nha các bạn nha. Ok rồi con lợn này, lợn ơi đi đánh hơi trên người ngoài hành tinh đi, rồi mi mà đánh hơi được tam về ta sẽ cho mình ăn thật nhiều các bạn ơi. Ok. Ô các bạn ơi có quần áo nhưng không có người bên trong các bạn ơi, làm sao để phát hiện được hắn bây giờ. Ôi giời ơi các bạn ơi đúng rồi, tên người ngoài hành tinh này Nhân vừa bảo rồi, nó thích ăn kem này với lại nó thích uống bia các bạn ơi. Tên người ngoài hành tinh này bựa vãi rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái kem này ra đấy để gọi hắn xuống nha. Đây rồi. Trời ơi đúng là cái con này thích ăn kem thật mà. Bây giờ phải tìm cách bắt cái con người ngoài hành tinh để trốn thoát thôi các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phải dùng cái quả cầu các bạn nha, chúng ta đừng dùng cái khẩu súng nha, khẩu súng không bắt được nó đâu, nó có sức mạnh nha, phi thường ấy nó xịt tất điện đấy các bạn ơi, nguy hiểm lắm. Bây giờ chúng ta sẽ dùng quả cầu Pokemon các bạn ơi. Các bạn đã chơi bắt Pokemon bây giờ chưa? Đấy đây chính là kiểu như vậy đây, đó chính là chúng ta sẽ đáp ra quả cầu Pokemon các bạn ơi. Ok bùm phát rồi. Ôi nào mi về thôi, à thú cưng nhỏ của tôi đây rồi, giết các bạn ơi. Trời ơi nhà thám tử của chúng ta lại phá được một cái vụ án mới rồi, hay quá. Nhà thám tử của chúng ta giỏi quá các bạn ơi. Đấy đầu tiên nhá là phá được một cái vụ án là một cô gái này bị oan này, đấy bị bọn cướp nhà băng nha, đổ lỗi cho là cướp nha. Nhà thám tử chúng ta đã phá được rồi các bạn ơi. Rồi sau đó là tiếp tục nha, là phá một vụ án nữa, đó chính là một vụ án mà đi tìm người ngoài hành tinh các bạn ơi. Các bạn thấy nhà thám tử của chúng ta giỏi không, các bạn thấy Nhân hóa thân thành nhà thám tử có hay không các bạn ơi. Các bạn nếu thấy hay nha thì đừng quên nha cho mình xin một like cũng như là một lượt đăng ký kênh nữa nha, để giúp Nhân có động lực làm nhiều video hay tiếp theo các bạn nha. Nhân sẽ phá đảo cái tựa game này luôn các bạn ơi, Nhân sẽ chơi cái tựa game này tới level cuối cùng luôn. Các bạn thấy Nhân chơi cái game này có hay giống chị Hà Sam không? Nhân rất là yêu quý chị Hà Sam nha. Các bạn ơi, các bạn nào nếu cũng yêu quý chị Hà Sam cũng như là yêu quý Nhân, hãy cho Nhân xin một like nha, rồi cả một lượt đăng ký nữa nha. Nhân cầu xin mọi người đó.
Và còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Nhân BB. Và mình là Nhân BB. Ok, let's go. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nha. Nói nhiều quá. Xin chào, yêu tất cả các bạn rất nhiều luôn. Yêu mọi người.